Rất vui được Giang quay lại với văn phòng GFB. Vâng Lời em. đầu tiên cho gửi tới Giang lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới. Và Giang cho biết là Giang tham dự nhà đầu tư kiệt xuất từ khi nào và kết quả là sao? Cảm ơn anh. Em cũng rất vui mừng để được quay lại trở lại GSB. GSB mang lại cho em rất là nhiều cái giá trị. Và mỗi lần em trở về đây như là em trở lại cái nghề của mình, trở lại với cái suối nguồn và cái niềm đam mê của mình. Tuyệt Nên vời. em rất hạnh phúc. À, xin giới thiệu với các bạn tí nữa nhỉ. Đúng rồi. Mình tên là Lê Trường Giang, mình sinh năm 1954, quê ở Thanh Hóa. Mình đã bay vào trong Sài Gòn học với GFB cái khóa nhà đầu tư kiệt xuất tháng 9 năm Khóa 2 chín, khóa 10. khóa 10, khóa 10, khóa 10 năm 2015. Và kết quả bây giờ bạn ngay sau khi học xong bạn nhận được những giá trị như vậy thì bạn đã đầu tư như thế nào? Cái ngay sau khi học xong thì em dùng cái kiến thức đó ôn lại và thay đổi một loạt các cái đầu tư của mình. Từ cái đầu tư mang tính chất ngắn hạn chuyển sang dài hạn hơn. Nó và thực sự là cái kết quả rất là đáng là vui mừng. Và vì vì vậy nên là em mới quay lại trở lại đây. Cái kết quả là làm cho mình cảm thấy cái giá trị nó tăng lên và mình được cái khoảng thời gian rất là thú vị, không phải ngồi trên sàn nữa mà mình có cái khoảng thời gian dành cho gia đình, dành cho vợ con, trong khi giá trị tài sản của mình tính nó vẫn tăng lên rất là đều Và ngay đặn. sau khi đầu tư mình được tự do thời gian, nhưng quan trọng nhất là cái tài sản của mình vẫn sinh sôi nảy nở. Đúng Và rồi. đến chính cho đến bây giờ thì tài sản của Giang tăng lên được bao nhiêu phần trăm? Tính ra sau khi mà từ cái khóa em về thì đến bây giờ thì những cái giá trị của em vẫn tăng lên từng ngày tùy theo các cái thời điểm khác nhau, vì mình đầu tư dài hạn, Đúng rồi. có những đôi lúc thị trường nó xuống thế này thế kia, nhưng mà thông thường khoảng độ 2-3 tháng em kiểm tra một lần, thì đến thời điểm này thì tuy mới được có vài tháng thôi nhưng tài sản em đã tăng lên được 20% trên cái giá trị đầu tư 20%. của mình, và điều đó làm nó rất là hạnh phúc. Tổng đầu tư nhiều không? Tổng đầu tư của em thì dưới chục tỷ thôi. Dưới chục tỷ, mình cứ cho con số là 8 tỷ đi. Mình nhân với 20% có nghĩa là bạn đang kiếm 2 tỷ trong vòng có mấy tháng, tức là có một giấc mơ của rất nhiều nhiều, nhiều chủ doanh nghiệp rồi đấy. Vâng. Và hôm nay thì bạn đến đây là thứ nhất là thăm công ty, nhưng cũng chúc mừng bạn là ông chủ của Đồng Sen. Tại vì đó là một cổ phiếu cũng mang lại cho bạn nhiều giá trị đúng Đúng rồi. không? Đồng Sen là một trong những cổ phiếu mà mang cho lại nhiều giá trị và nhiều cảm xúc. Đầu tiên em đầu tư vào Đồng Sen bởi vì là nó làm cho mình không bị mất tiền, và sau đó thì có những cái giá trị nó mang lại về kinh tế, nó tăng trưởng rất là tốt. Đồng Sen thì em đầu tư vào đó nó không kỳ vọng là nó tăng trưởng đột biến, nhưng Đồng Sen nó mang lại em nó đi từ từ đến cái giá trị thật của nó, và điều đó thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ngày mai là như anh em ta sẽ đến đại hội đồng của Đồng Sen. Lần đầu tiên được làm ông chủ và À, được chất vấn là hội đồng quản trị đúng rồi, xem hướng đi thế nào đúng đồng chí không? xác. Chúc mừng Giang. Rồi, Và cảm ơn. điều điều đặc biệt nữa thì bạn là một người rất là trẻ mà đã chọn được cái trường phái đầu tư giá trị như vậy, thì bạn có nhắn nhủ gì với các bạn trẻ rằng chúng ta sẽ chọn cái gì để đi tiếp cho cuộc đời nó thành công mà nó lại tự do được thời gian chăm sóc được nhiều cho gia đình và xã hội không? Em thì em có một số cái quan điểm về cuộc sống. Con người ta thường thường phấn đấu đến thành công, cứ nghĩ đến cái đích thành công, tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế nọ. Người ta bỏ ra hàng 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 3-4 chục năm trời để người ta đạt cái mức đó. May mắn người ta đạt được rồi đó. Nhưng mà cả cái khoảng thời gian người ta hy sinh quá lớn về thời gian, về sức khỏe, về bao nhiêu thứ khác. Và có những người 3-40 năm sau mới nhận thấy là mình làm như thế là sai lầm. Nhưng đi vào cái trường phái đầu tư giá trị mà cả thế giới theo thì nó mang cho mình cái cuộc sống thú vị ngay từng từng ngày mình sống. Mình lại được tự do về thời gian, mình làm được nhiều việc khác cho có ý nghĩa cho cộng đồng, và trong khi đó có thể là mình ngủ hay mình làm gì đó, cái tài sản của mình lại vẫn tăng lên, mình giúp đỡ được nhiều người. Tuyệt Em nghĩ vời. là điều rất là thích, và em cũng mong muốn là các bạn trẻ hãy hãy đến và học học với một cái bộ đầu trống rỗng, với một bộ óc trống rỗng để nhận tiếp thu được tất cả cái giá trị mà GFB mang lại. Đầu năm mới thì xin chúc GFB, chúc anh Dũng và chúc các bạn một năm sức khỏe, thành công và gặt hái được rất nhiều cái thành quả tốt đẹp. Cảm ơn Giang. Vâng, cảm ơn. Chúc Giang coi như và gia đình một năm mới bính thân với nhiều bước nhảy vọt mà vững chãi.
có nhiều quý thời gian và mình lại đi với nhau trên những con đường học tập thật nhiều nữa. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc và có thêm một thành viên mới. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em.